Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ ba ngày 17 tháng 9 của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã được tổ chức vào chiều nay. Tới dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lãng hoa chúc mừng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, Học viện vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp chỉ đạo ở chiến khu Việt Bắc, đào tạo hàng vạn cán bộ, phục vụ cách mạng qua các thời kỳ. Trong thời kỳ đổi mới, Học viện đã tích cực, chủ động cải cách toàn diện, nghiên cứu, cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn xác đáng cho việc hình thành, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh. Trao huân chương lao động hạng nhất tặng Học viện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Học viện tiếp tục ý thức sâu sắc về trách nhiệm vinh quang của mình, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, đất nước đang đứng trước yêu cầu phải phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, xác lập phương thức sản xuất mới, tiên tiến, hiện đại, tạo động lực mới cho phát triển. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với học viện trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, lý luận, góp phần tham mưu, hoạch định đường lối, chính sách xây dựng, phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở những vấn đề quan trọng, trong đó phải đặc biệt chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lề học lý luận, học qua loa, đại khái, học kiểu tráng men. Coi trọng việc giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý cho học viên, gắn lý luận với thực tiễn. Mục tiêu yêu cầu cao nhất của việc nghiên cứu khoa học, lý luận mà học viện phải đạt được đó là giải đáp kịp thời những vấn đề của thực tiễn phức tạp, dự báo các xu thế phát triển, những tình huống chiến lược phải xử lý, chỉ ra những điểm nghẽn cản trở sự phát triển, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời đại mới, tạo đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thành công cuộc cách mạng phát triển phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Nói một cách khác, lý luận là sản phẩm nghiên cứu khoa học của học viện phải tạo ra sự tiến bộ của lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đẩy nhanh tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân Việt Nam và nhân dân trên toàn thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Học viện tiếp tục tập trung nghiên cứu những vấn đề có tính chiến lược như tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, trọng dụng đội ngũ chuyên gia, cán bộ có học vấn uyên bác và gắn bó với thực tiễn, xây dựng học viện thật sự trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng, giữ gìn kỷ cương học đường, kỷ cương học tập, địa chỉ đỏ, ươm trồng những phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản. Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai trương mô hình quản trị thông minh. Đây là hoạt động chuyển đổi số toàn diện, mọi mặt trên toàn hệ thống học viện. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ các nước Trung Quốc, Sri Lanka, Áo và 14 đại sứ kiêm nhiệm đến trình quốc thư bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chúc mừng đồng chí Hà Vĩ được bổ nhiệm làm đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam trong thời điểm quan hệ hai đảng, hai nước đang phát triển và đạt đến tầm cao lịch sử mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đại sứ sẽ phát huy tốt vai trò là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước, nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Đại sứ Hà Vĩ mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Tiếp đại sứ Sri Lanka Hoshita Pereira, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka, cho rằng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm tới sẽ là dịp thuận lợi để tăng cường quan hệ song phương,
mong muốn đại sứ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Chúc mừng đại sứ Áo Philip Agathonos sang công tác tại Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị Việt Nam Áo đã có những bước chuyển biến vượt bậc trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, hợp tác phát triển, giao lưu nhân dân. Mong muốn hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, văn hóa, nghệ thuật, an ninh mạng là những lĩnh vực mà Áo có thế mạnh. Cũng trong sáng nay, tiếp nhận quốc thư của 14 đại sứ kiêm nhiệm các nước Costa Rica, Malta, Sudan, Zambia, Mauritius, Uganda, Ghana, Ethiopia, Guinea-Bissau, Rwanda, Gambia, Sierra Leone, Botswana, Bhutan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của bạn bè quốc tế. Tin tưởng với sự đóng góp tích cực của các đại sứ, quan hệ giữa Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các vị đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hôm nay rằm Trung thu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam với những tình cảm thân thương, ấm áp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Tết Trung thu, Tết của thiếu nhi, vào ngày rằm tháng 8 âm lịch, các cháu được quây quần bên gia đình, ông bà, cha mẹ cùng vui chơi, rước đèn, múa lân, phá cỗ dưới ánh trăng rằm hoặc nghe ông bà, cha mẹ kể chuyện cổ tích về Trung thu. Mỗi Tết Trung thu sẽ là những ký ức trẻ thơ của mỗi con người sau này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn mỗi Trung thu các cháu lại có được một cái Tết vui vẻ hơn, đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn cả về vật chất và tinh thần, bởi sự chăm lo của gia đình, nhà trường, xã hội cho các cháu. Mong các cháu luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe, học giỏi, siêng năng, sống tình nghĩa, hoài bão, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Luôn là trò giỏi, con ngoan, phấn đấu để trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ và dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Trung thu năm nay không được trọn vẹn, bởi thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với nhiều gia đình, thôn xóm, bản làng, phường xã. Nhiều cháu thiếu nhi không may bị cướp đi sinh mạng. Nhiều cháu mất người thân, mất nhà cửa, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân, gia quyến các cháu là nạn nhân của bão lũ và hy vọng tất cả vượt qua đau thương mất mát. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị với các cháu ở những vùng bão lũ phải luôn chú ý an toàn khi học tập, vui chơi, tránh xa những nơi nguy hiểm, không chơi đùa gần sông, suối, ao hồ, luôn nhớ lời cha mẹ, thầy cô giáo để tự bảo vệ bản thân và bạn bè. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo, kết nối trực tuyến với điểm cầu 48 tỉnh, thành phố, nơi đang có 40 dự án lớn và 92 dự án thành phần đi qua. Từ phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, với 11 nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn yêu cầu. Các địa phương, nhà thầu khẳng định đã hưởng ứng triển khai quyết liệt phong trào thi đua, 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025 do Thủ tướng phát động vào ngày 18 tháng 8, đồng thời cũng nêu một số vướng mắc tại các dự án. Trong 5 dự án cao tốc Trường Sơn làm thì dự án Hoài Nhơn Quy Nhơn, bà cả Thủ tướng là vướng rừng 2,5 km, thì trong đó 2,5 km ấy, thì đào đất đá là 2,5 triệu khối, thì họp đi rất nhiều lần rồi. Thủ tướng đã chỉ đạo, rồi trình qua Ủy ban Quốc hội rồi, nhưng đến giờ cũng mặt bằng là chưa có. Thì chủ đầu tư và thiết kế yêu cầu nhà thầu là tận dụng 2,5 triệu khối đất đá này. Hiện nay trên mặt bằng là chúng tôi không làm được. Thì báo cáo Thủ tướng là gần 700 cán bộ công nhân, 100 thiết bị, đợi chờ gần 3-4 tháng là không có việc làm. Thay mặt Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương, nhà thầu đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao, đồng thời cũng nêu một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm để triển khai nhanh, chất lượng hơn nữa. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, thời tiết biến đổi rất bất thường, bất lợi như cơn bão số 3 vừa qua đã gây hậu quả rất nghiêm trọng. Mùa mưa đã bắt đầu, các chủ thể liên quan cần tiếp tục phát huy tinh thần vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió, làm 3K, 4 kíp, làm xuyên lễ, Tết, xuyên ngày nghỉ,
làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, thích ứng với các điều kiện tự nhiên để triển khai khối lượng công việc còn rất lớn. Thủ tướng nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đối với các công trình, dự án trọng điểm quốc gia như phân công công việc phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, không đùn đẩy, né tránh công việc, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, không được lợi dụng việc triển khai các công trình để tham ô, tham nhũng. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Huy động sức mạnh tổng lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thì tổ chức, thực hiện, và Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội thì cùng nhau để mà làm theo cái chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình, với một cái tinh thần là tiền hô hậu ủng, nhất hô ba ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Từ đó thì chúng ta mới thực hiện bốn cái tại chỗ cái tinh thần này, tức là chỉ huy tại chỗ, rồi lực lượng tại chỗ, rồi trang thiết bị tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Thì tôi đề nghị các nhà thầu lớn đến các cái địa phương thì lại phải kêu gọi, rồi là giao nhiệm vụ, rồi là phối hợp với các nhà thầu phụ ở địa phương để tạo công ăn việc làm, để tạo cho người ta trưởng thành. Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia liên quan đến các vấn đề chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, triển khai thi công. Đồng thời giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương với từng dự án cụ thể về các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị, sân bay Long Thành và nhiều sân bay khác. Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải đưa vào khai thác dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên trong tháng 11 năm 2024. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị thay đổi tư duy, cách tiếp cận trong triển khai các dự án, trong đó chỉ đạo phải từ trên xuống, còn tổ chức thực hiện phải từ dưới lên, từ cơ sở. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành khẩn trương phối hợp với các cơ quan để giải quyết các vướng mắc của nhà thầu và địa phương. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đồng chủ trì hội nghị Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó có 29 nội dung về công tác lập pháp, 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách và công tác nhân sự. Nêu rõ, hội nghị lần này nhằm rà soát, đánh giá các điều kiện cần và đủ đối với những dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội, trao đổi về những nội dung bổ sung, nhất là những dự án luật, nghị quyết được thông qua theo chương trình rút gọn. Đề nghị những việc chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì cơ quan soạn thảo thẩm tra cần tiếp tục trao đổi thống nhất trên tinh thần khó đến đâu gỡ tới đó. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, hậu quả do cơn bão số 3 gây ra rất nặng nề. Chính phủ đứng trước khó khăn, áp lực về thu chi ngân sách, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Vì vậy, Quốc hội Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp thực chất, hiệu quả theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là việc xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, không cầu toàn, không nóng vội, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá công tác phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ đang ngày càng tốt hơn. Đề nghị cơ quan của hai bên cần tích cực chủ động, phối hợp chặt chẽ và phải hiệu quả. Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng luật từ tập trung cho công tác quản lý sang vừa quản lý vừa kiến tạo cho phát triển, giảm thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin cho, đặc biệt là không tạo ra môi trường dẫn đến tham nhũng tiêu cực. Theo Thủ tướng, công tác lập pháp phải được thực hiện trên tinh thần cái gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả và đa số đồng tình thì luật hóa. Còn những vấn đề chưa chín, chưa rõ, thực tiễn còn biến động, còn diễn biến phức tạp khó lường thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và mở rộng. Tinh thần là phân cấp phân quyền triệt để. Khi phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm sẽ dễ kiểm tra, dễ đánh giá và phân loại. Chiều nay gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh An Giang nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã nhấn mạnh Đảng, Nhà nước xác định chăm lo cho người có công là nhiệm vụ quan trọng và luôn dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt. Mong muốn tỉnh An Giang tiếp tục phát triển kinh tế xã hội vùng căn cứ cách mạng, có hoạt động thiết thực tri ân người có công, đề nghị tỉnh quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, khát vọng phát triển cho thế hệ trẻ. Hôm nay, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân với tổng số tiền lên tới 108 tỷ đồng.
trong đó Bộ Quốc phòng ủng hộ 40 tỷ đồng, Bộ Công Thương ủng hộ 1,6 tỷ đồng, Công ty Samsung Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng, Tập đoàn Taseco ủng hộ 3,5 tỷ đồng. Cùng ngày, Binh đoàn 12 phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc, trong đó trọng tâm là cùng với Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài truyền Việt Nam giúp nhân dân làng Nụ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sớm ổn định cuộc sống. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã trao tặng 850 bồn nhựa chứa nước cho hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng với trị giá là 1,8 tỷ đồng. Áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, khả năng ngày mai sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão số 4. Dự báo bão đi khá nhanh, tốc độ 20 đến 25 km một giờ và cường độ bão 1 đến 2 ngày tới, cấp 8, cấp 9, tương đương với sức gió từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, 11. Bão sẽ liên tục đổi hướng từ Tây Tây Nam sang Tây rồi trách sang Tây Tây Bắc, hướng về đất liền Trung Bộ. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là khu vực 15 đến 19 độ Vĩ Bắc và phía đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và nguy cơ gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét cho các tỉnh thành Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Và chiều nay, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, vận hành khoa học, an toàn hồ đập thủy điện và thủy lợi, sẵn sàng triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng và đưa tin. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện các nhiệm vụ ứng phó hiệu quả với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân, cơ sở vật chất cũng như an toàn cho sản xuất. Dù nước lũ đã rút tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhưng vẫn còn có nhiều tuyến phố ngổn ngang bùn đất và rác thải, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân. Một số tuyến đường ngập sâu bùn đất tới gần 1 mét, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Cảnh tượng tan hoang, ngập ngụa trong rác thải với la liệt đồ đạc của người dân bị cuốn trôi đã kéo dài gần một tuần nay tại nhiều tuyến đường thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Người dân tại đây hầu như ai cũng lấm lem bùn đất, họ tất bật dọn bùn, bỏ đi những thứ hư hỏng và vớt lại những đồ gì còn dùng được. Nhà tôi mất hết bàn ghế rồi, mà tủ lạnh, máy giặt, giếc các thứ coi như là chăn màn dưới tầng 1 mà mất hết. Không chạy kịp. Chỉ chạy mỗi mình mẹ. Nước về thì nước ở tới đây rồi, tôi nhớ cửa. Đến khi nước tới cổ thì chú đành phải đi nốt. Hơn 400 hộ dân ở đây vẫn bị cắt điện hoàn toàn, nước sinh hoạt thì nhỏ giọt. Còn tại một số trường học, nhiều thiết bị học tập bị hư hỏng nặng nề. Lượng bùn đất dồn ứ, thậm chí còn nhiều hơn tại các tuyến đường chính. Tôi đang ở trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt. Cái mức độ ngập ở đây được đánh giá là sâu nhất, khi mà quý vị có thể nhìn trực quan, có thể thấy là các ghế đá thì đã bị ngập bùn đất hết rồi. Và cái mức độ ngập có thể lên tới đầu gối của tôi. Hiện tại thì ngôi trường này vẫn chưa có thể cho học sinh đi học trở lại. Lý do đó là ở trường nó ở vùng cái ngập trũng, vệ sinh, tất cả đều trôi về cái sân trường này. Và đến giờ phút này cũng đã huy động tất cả các doanh nghiệp và của công an tỉnh đến hỗ trợ nhà trường trong việc san lớp để làm sao tổ chức học sớm nhất. Đến giờ phút này thì toàn bộ tuyến đường thanh niên và một số tuyến đường nhánh vẫn chưa có điện, nước rất yếu, do đó là cái việc mà dọn rửa vệ sinh và sinh hoạt người dân là cũng hết sức là khó khăn. Nếu như có khả năng là một tuần nữa thì sẽ sạch, mới sạch sẽ được. Ai cũng đau đáu khi nhà cửa chẳng còn gì đáng giá sau cơn lũ lịch sử. Có nước mắt và có cả những nụ cười lạc quan. Sau cơn mưa, trời lại sáng và sẽ còn sáng hơn nữa với tình đoàn kết, lòng kiên cường của chúng ta. Đến thời điểm này, nhiều địa phương dọc hạ lưu của các con sông vẫn bị cô lập trong biển nước. Dù các cơ quan chức năng,
và chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp hỗ trợ cuộc sống, nhưng lúc này thì nguy cơ ô nhiễm môi trường và bùng phát một số dịch bệnh vẫn hiện hữu. Những ngày này, xã Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội như một biển rác. Ngày vài lần, ông Hải lại đi thu gom rác quanh xóm, nhưng cũng không xuể. Tôi thì thấy nó vào các cái ngõ xóm bẩn quá thì tôi phải đấy, không có đi trưa đến đấy không ngủ ở được. Nó sực mùi lên, mùi rửa chuối muối để còn nhìn cái tủ vắng đủ các thứ thập cẩm trên đời. Họ ở cao, họ không có chỗ thì họ phải vứt xuống. Toàn huyện Mỹ Đức vẫn còn hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi nước lũ, trong đó hơn 800 hộ dân tại xã Hợp Tiến bị ngập sâu. Dù nước ngập sâu, nhiều nơi lên đến 6 mét, nhưng nhiều gia đình vẫn phải để người lại để trông coi tài sản. Lũ giờ gia đình tôi chỉ bị ngứa thôi, ngứa sầy hết nổi cả mù mủ đây. Ngứa. Tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, nước mới rút khoảng 40cm. Người dân nhiều ngày sống trong cảnh không điện, không nước. Nhờ công tác dự báo kịp thời nên tại địa phương, thuốc men, nhu yếu phẩm đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, nỗi lo tại nhiều nơi là công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn sau khi nước rút. Chúng tôi chủ yếu thiếu nhiều nhất là cái chlorvitamin B, tức là cái thuốc để khử trùng. Thì cũng đang kêu gọi các nguồn hỗ trợ về y tế để phục vụ cho cái việc khắc phục cái môi trường sau ngập lụt. Khi mà bão lũ thì toàn bộ những cái phế thải nó rất là nhiều, những vật dụng thuận lợi cho muỗi sốt huyết đẻ vào đó mà nó bùng phát lên. Chúng ta phải loại bỏ tất cả những cái đó đi. Cái nào không loại bỏ được chúng ta lật úp. Thế rồi cái nào mà không được thì mà chúng ta dùng nước mưa chẳng hạn thì chúng ta che đậy nó vào hoặc là chúng ta thả cá. Để phòng dịch bệnh, chỗ nào nước rút, các địa phương cần huy động mọi lực lượng cùng người dân dọn dẹp rác thải, phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh, làm vệ sinh và xử lý các nguồn nước cấp cho ăn uống sinh hoạt để đảm bảo có nước sạch cho người dân. Sau hơn một tuần khẩn trương khắc phục hậu quả, hôm nay 25 trường học tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã đón học sinh quay trở lại trường. Tại nhiều trường, 80% học sinh đã không còn sách vở để học tập. Một số trường có học sinh thiệt mạng trong các trận sạt lở đất. Nhiều em cũng không còn nhà để ở. Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, nhà trường đã bố trí đưa các em về ăn ở bán trú tại trường. Những bộ quần áo mới, cặp sách mới, bút vở được nhà trường quyên góp ủng hộ. Đây là nỗ lực lớn của ngành trong điều kiện cơ sở vật chất các trường trên địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Hiện toàn huyện còn 33 trong tổng số 68 trường học chưa tổ chức học trở lại. Tuần này, các địa phương bị ảnh hưởng bởi ngập lụt cũng đã đón học sinh quay trở lại trường. Tuy nhiên, thì nhiều em đi học mà không có sách giáo khoa, nhiều trường học cũng đã bị ngập toàn bộ sách trong thư viện. Nhiều công ty phát hành sách và thiết bị trường học tại các địa phương cũng bị ngập sâu, sách giáo khoa đã bị mục nát. Hiện nay, thì các nhà xuất bản đã có kế hoạch in thêm hàng triệu bản sách để chuyển về các vùng bị ảnh hưởng. Để hỗ trợ người dân sau lũ lụt, các nhà xuất bản cũng quyết định giảm giá 10%. Khoảng 5.000 cuốn sách giáo khoa cũng được tặng cho các địa phương bị thiệt hại nặng sau mưa lũ. Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản là hai lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong sản xuất nông nghiệp do cơn bão số 3 và hoàn lưu gây ra sau bão. Đây cũng là hai lĩnh vực có tăng trưởng cao nhất của ngành nông nghiệp. Thống kê chưa đầy đủ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy là đã có gần 22.000 con gia súc và hơn 2,6 triệu con gia cầm bị chết. Ngay khi bão tan và nước rút, các hộ chăn nuôi đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, chuẩn bị nguồn cung cho Tết. Trang trại của gia đình ông Hòa nằm ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, nơi bị ngập nước nhiều ngày qua. Từng chuyến xe tải chở đàn lợn trở lại về trang trại. Ông Hòa cho biết khi nước lũ lên cao đến nửa chuồng trại, ông phải đưa đàn nái cùng lợn con lên sân còn 500 con lợn thịt được gửi sang trại khác. Hậu này chúng tôi sẽ phải chăm sóc và những con lợn sẽ bị ốm đau, rồi thì phát bệnh là cái chuyện là đương nhiên. Đấy, không bao giờ ổn định cho nên cũng sẽ vất vả một cái thời gian. Thì sẽ cố gắng sẽ đạt được khoảng độ 70%. Cơn bão số 3 không chỉ gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm mà còn ảnh hưởng tới hạ tầng chăn nuôi. Trang trại gà vi sinh của bà Thoan nằm ở trên đồi cao. Cơn bão số 3 gây đổ cây, tốc mái các chuồng gà. Mưa ngớt, gia đình bà lợp lại mái, sửa sang lại các ô chuồng và tập trung chăm sóc đàn gà 5.000 con. Bà Thoan cho biết gia đình bà cần nhanh chóng khôi phục chăn nuôi, bởi ngay sau đây, bà còn phải vào đàn 5.000 con cả nữa để kịp cho nguồn cung cuối năm. Khó khăn nhất là vấn đề con giống. Con giống hiện tại là giống gà, giống lợn bây giờ là tăng rất là cao.
tăng cũng vừa là cái kết hợp của cái bão đã làm nhấn chìm rất nhiều trại giống rồi, là cái con giống đã khan hiếm, kết hợp lại bây giờ lại là đúng là dịp để vào con giống cho dịp Tết nữa thì lại càng khan hiếm hơn. Theo nghị định 02 thì sẽ không phù hợp với tình hình thực tiễn. Do vậy, chúng tôi đề nghị với chính phủ sẽ có một nghị quyết chuyên đề về hỗ trợ để phục hồi sản xuất sau cơn bão số 3. Thứ nữa là đề nghị với chính phủ đình hoãn giãn nợ và có những cái hỗ trợ nhất định đối với các cái doanh nghiệp, các hộ gia đình. Để chuẩn bị cho công tác tái đàn và khôi phục sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định, không tái đàn khi chưa đảm bảo về môi trường và an toàn dịch bệnh. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố nơi có tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra, triển khai việc hướng dẫn người nộp thuế, các giải pháp về miễn giảm, gia hạn thuế, chính sách thuế hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất, doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân bị ảnh hưởng do bão được miễn giảm thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên và sử dụng đất phi nông nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế với phần giá trị tổn thất do thiên tai. Tương tự, gia đình lao động bị ảnh hưởng cũng được hỗ trợ, nhưng không quá một tháng lương bình quân thực tế. Ngoài ra, các đối tượng này còn được gia hạn nộp thuế không quá 2 năm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp, gia hạn nộp hồ sơ. Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được miễn giảm tối đa 30% số phải nộp năm nay. Số này cũng không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường. Về thuế tài nguyên, người dân doanh nghiệp được xét miễn giảm khoản phải nộp cho tài nguyên bị tổn thất. Trường hợp đã nộp thì họ được hoàn trả hoặc trừ vào kỳ sau. Với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, họ được giảm 50% số phải nộp nếu thiệt hại bằng 20-50% giá trị thuế. Ngoài ra thì các hộ, cá nhân kinh doanh có thể được giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin tối qua về tình trạng nhiều doanh nghiệp tại Quảng Ngãi sau khi chúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát nhưng xin trả lại mỏ. Điều này khiến cho thị trường cát của địa phương đối diện với tình trạng khan hiếm, giá cả có nguy cơ tăng cao, ảnh hưởng đến các dự án đầu tư xây dựng. Mỏ cát Mỹ Hòa có diện tích gần 4 hectare, trữ lượng hơn 71.000 mét khối, thuộc xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, là một trong hai mỏ cát mà một doanh nghiệp làm thủ tục trả lại sau khi trúng đấu giá vào cuối năm 2023. Chờ miết nhưng mà không thấy là khai thác. Hiện giờ là nghe nói thông tin là đã trả lại mỏ cát, cũng gây khó khăn cho bà con nhân dân. Cuối năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi đấu giá 5 mỏ cát với tổng trữ lượng 415.000 mét khối. Tuy nhiên, tới 4 trong 5 mỏ, các doanh nghiệp đã xin trả lại kết quả trúng đấu giá. Lý do được đưa ra là do sự thay đổi về thuế tài nguyên đối với cát xây dựng trong năm 2024, tăng thêm 80.000 đồng một mét khối so với năm 2023. Tuy nhiên, về phía đại diện Sở Tài nguyên Môi trường khẳng định, việc điều chỉnh thuế phù hợp quy định pháp luật, không thể áp dụng thuế năm cũ cho năm mới. Ta đấu vào năm 2023, cuối năm 2023 như thủ tục rơi vào năm 2024, lúc đó bảng thuế tài nguyên đã thay đổi, tăng lên, thì doanh nghiệp khó khăn. Đề nghị là tính lại thuế năm 2023 thì chắc chắn là trong quy định pháp luật không cho phép. Bởi vì tại thời điểm phát sinh hồ sơ cấp phép và hồ sơ lập nghĩa vụ tài chính thì phải tuân thủ quy định về nghĩa vụ tài chính tại thời điểm đó. Mặc dù Quảng Ngãi không thiếu nguồn cát khi đã quy hoạch hơn 100 mỏ với trữ lượng hàng chục triệu mét khối, nhưng nếu nguồn cung bị đứt gãy sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm, giá cát tăng cao. Khi mà chúng ta đấu giá xong nhưng mà không đưa cát vào thị trường được thì đương nhiên là cái lượng cung nó sẽ bị hạn chế lại và tất nhiên cái giá cả của cát nó sẽ bị tăng lên vì cầu cao hơn cung. Trước nguy cơ đứt gãy nguồn cung do nhiều doanh nghiệp đồng loạt trả mỏ cát sau khi trúng đấu giá, Quảng Ngãi cần có cơ chế quy định chặt chẽ hơn để bảo đảm nguồn cung cát xây dựng ổn định, kiểm soát giá cả hợp lý cho thị trường địa phương. Chính sách bảo hiểm y tế ra đời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, còn được Đảng và Nhà nước hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Câu chuyện tại tỉnh Sóc Trăng.
bà Lâm Thị Thiên vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh với căn bệnh nhồi máu cơ tim. Nhờ phát hiện sớm chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bà phải đặt hai stent mới có thể đảm bảo về sức khỏe. Đây là loại dịch vụ đặc biệt, gia đình phải đóng một phần theo luật bảo hiểm y tế. Nhờ bảo hiểm y tế giảm hơn phân nữa thì đỡ. Vậy rồi lệnh không có bảo hiểm được đóng hơn 100 triệu đó, không có tiền đóng luôn. Theo quy định chung, đồng bào dân tộc ở các khu vực khó khăn được nhà nước hỗ trợ 70% phí đóng. Bên cạnh đó, đầu năm nay, tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ thêm 30% còn lại để chia sẻ với đồng bào. Xét nghiệm máu làm gì, chụp hình làm gì cũng không đóng tiền, bởi vậy cô mới an tâm đó. Mình già rồi mình bệnh tùm lum hết cậu ơi. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan đã phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội rất chặt chẽ trong rà soát, lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc đối tượng thụ hưởng. Năm nay đã cấp thẻ cho hơn 416.000 người, chiếm trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào dân tộc có điều kiện kinh tế khó khăn được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế. Việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo tối đa quyền lợi được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế của đồng bào dân tộc. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí là một trong những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và tỉnh Sóc Trăng dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đây, đồng bào đã được trợ lực, đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất và yên tâm phát triển kinh tế gia đình. Trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet vạn vật đang trở thành những công cụ sản xuất quan trọng trong nhiều ngành và lĩnh vực. Cùng với đó thì kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng số, được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Mạng lưới viễn thông và Internet băng thông rộng phủ sóng khắp cả nước. Đây là những nền tảng quan trọng để Việt Nam thực hiện cách mạng chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới. Đây là hình ảnh người dân làm hộ chiếu được ghi lại cách đây vài năm. Do chưa ứng dụng công nghệ triệt để nên họ vẫn phải đến tận nơi, lấy số, chờ đợi làm thủ tục lâu. Còn bây giờ, người dân có thể làm hoàn toàn trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hộ chiếu được trả về tận nhà qua đường bưu điện. Đây chỉ là một trong 36 dịch vụ công toàn trình đã được triển khai. Người dân có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến tận nơi như trước. Nhờ đó, giảm được công sức, chi phí đi lại, bớt đi những phiền hà. Có những cái mà chúng ta chỉ cách đây khoảng 3 năm thôi, chúng ta không nghĩ tới là chúng ta có thể làm được. Thì bây giờ chúng ta có đủ điều kiện về cơ sở dữ liệu, đủ điều kiện về trang thiết bị, đủ điều kiện về môi trường và đảm bảo về độ an toàn bảo mật để chúng ta làm được. Chuyển đổi số đang tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội, tiến tới thay đổi căn bản và toàn diện cách sống, cách làm việc dựa trên các công nghệ số. Như bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chúng ta đang đứng trước yêu cầu phải có một cuộc cách mạng với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện để điều chỉnh quan hệ sản xuất, tạo động lực mới cho phát triển. Đó là cuộc cách mạng chuyển đổi số. Đến cái thời điểm này, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận thấy đất nước ta đã chín muồi và cũng đòi hỏi cái sự quyết tâm quyết liệt của toàn hệ thống chính trị về tập trung chuyển đổi số toàn quốc gia để chúng ta có thể nâng cao cái năng lực cạnh tranh phát triển kinh tế. Ứng dụng công nghệ có thể giúp thay đổi cách thức làm việc của mỗi cá nhân, tổ chức. Nhưng xây dựng phương thức sản xuất số sẽ giúp đổi mới cách thức vận hành của cả một xã hội theo hướng tiên tiến, văn minh, hiện đại. Ở đó, lực lượng sản xuất có sự kết hợp hài hòa giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu trở thành tư liệu sản xuất quan trọng. Việt Nam hiện đã đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Việt Nam hiện cũng đã xây dựng dự thảo luật dữ liệu. Đây là những nền tảng quan trọng để nước ta thực hiện thành công chuyển đổi số trong những năm tới. Chúng ta phải có một cơ chế pháp lý rất rõ ràng để từng bước chuyển đổi số, xác lập cái mối quan hệ xã hội trên môi trường số và phải tạo được cái hành lang pháp lý đầy đủ, thông thoáng để Việt Nam đi nhanh nhưng mà vững chắc trong cái công cuộc chuyển đổi số. Chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhất là chuẩn bị văn kiện đại 14 của Đảng. Chúng ta phải quán triệt rất là sâu sắc những cái quan điểm, những cái tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết của mình về cuộc cách mạng chuyển đổi số. Và khi chúng ta triển khai được cái phương thức sản xuất số thì đất nước ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới.
thực hiện cách mạng chuyển đổi số chính là con đường tất yếu để Việt Nam tạo ra bước đột phá trong phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước ta vươn mình vượt bậc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tiên tiến, văn minh, hiện đại. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 56 đã diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 9 tại thủ đô Viên Chăn, Lào. Các bộ trưởng dự đoán là kinh tế ASEAN sẽ tăng trưởng lần lượt là 4,6 và 4,7% trong năm nay và năm sau. Hội nghị đã ghi nhận 6 trong tổng số 14 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của nước chủ tịch ASEAN năm 2024 đã hoàn thành, kết thúc cơ bản đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc. Các bộ trưởng cũng thảo luận việc thực thi các Hiệp định Thương mại Tự do giữa ASEAN và các đối tác, đối thoại cũng như là khả năng đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Tại hội nghị, Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác kinh tế thương mại, không những của khu vực mà cả trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng góp ý kiến tích cực đối với các vấn đề trong hợp tác kinh tế nội khối ASEAN. Lực lượng Houthi ở Yemen đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh được cho là tên lửa siêu vượt âm được phóng đi trong cuộc tấn công Israel hôm 15 tháng 9. Có thể thấy trong đoạn video này, tên lửa của Houthi màu đen được trang trí bằng hình cờ Palestine. Trên thân có ghi dòng chữ siêu vượt âm. Tên lửa sau đó rời bệ phóng, nhanh chóng lấy độ cao và hướng về lãnh thổ Israel, để lại vệt khói dày đặc phía sau. Vụ tấn công không gây thương vong trực tiếp, song 9 người Israel đã bị thương nhẹ trong lúc tìm chỗ trú ẩn. Đây là lần đầu tiên lực lượng Houthi tấn công miền trung Israel bằng tên lửa. Đáp lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel sẽ buộc Houthi phải trả giá đắt cho hành động này. Tổng thống Nga Putin ngày hôm qua đã ký sắc lệnh tăng quân số của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga lên gần 2,4 triệu người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân. Với sắc lệnh trên thì các lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ trở thành đội quân có quy mô lớn thứ hai trên thế giới. Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới. Lần gần nhất số lượng nhân sự của lực lượng vũ trang Nga được tăng lên là vào tháng 12 của năm ngoái. Khi đó thì số lượng nhân sự của lực lượng vũ trang Nga được nâng lên hơn 2,3 triệu người, trong đó có 1,3 triệu quân nhân. Với quyết định mới nhất thì Nga sẽ vượt qua Ấn Độ và Mỹ, hai quốc gia có quân số lực lượng vũ trang lần lượt là 1,44 triệu và 1,32 triệu. Theo đó thì lực lượng vũ trang của Nga sẽ vươn lên vị trí thứ hai thế giới và chỉ đứng sau quân giải phóng nhân dân Trung Quốc với 2 triệu người. Đã có 36 triệu người Thái Lan đăng ký tham gia chương trình ví số của chính phủ để được nhận hỗ trợ là 10.000 baht tương đương 300 đô la Mỹ một người. Khoảng 14,5 triệu người sẽ được nhận tiền kể từ ngày 20 tháng 9 tới đây. Chương trình hỗ trợ ví số 10.000 baht được coi là chính sách hàng đầu của Đảng Vì nước Thái sau khi lên cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 năm ngoái. Chính phủ có kế hoạch phân phát tiền trị giá là 10.000 baht cho mỗi người trong tổng số vào khoảng 50 triệu công dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên, chủ yếu thông qua ứng dụng trên điện thoại để chi tiêu trong vòng 6 tháng tại khu vực cư trú của mình. Số tiền chính phủ Thái Lan dự chi cho chương trình ví kỹ thuật số này là vào khoảng 13,5 tỷ đô la Mỹ. Chương trình dành cho những người thu nhập thấp và các nhóm dễ bị tổn thương nhằm tăng thêm động lực cho nền kinh tế Thái Lan. Tại nhiều khu vực trên thế giới, thiệt hại do thiên tai khắc nghiệt tiếp tục tăng cao, ghi nhận tại Myanmar, Thái Lan và các nước Trung Âu. Số nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt do bão Yagi ở Myanmar đã tăng lên 226 người. Ngoài ra, vẫn còn 77 người khác đang mất tích. 200.000 ngôi nhà bị ngập lụt, 260.000 hecta hoa màu bị mất trắng. Trong khi đó, đường xá bị phá hủy, đường dây liên lạc bị cắt đứt đã cản trở công tác cứu hộ. Một số quốc gia và các tổ chức quốc tế đang quyên góp hỗ trợ cho người dân Myanmar đang trong tình cảnh rất khó khăn. Nhiều vùng của Thái Lan vẫn đang ngập nước sau những cơn mưa lớn do bão Yagi. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan hôm qua đánh giá đợt lũ lụt ở miền Bắc nước này là nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua, gây thiệt hại khoảng 811 triệu đô la Mỹ đối với nền kinh tế. Khoảng 60 cơ sở sản xuất ở tỉnh Chiang Rai bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 2 thập kỷ qua tại khu vực Trung Âu đã lên tới 18 người. Thủ tướng Ba Lan hôm qua đã ban bố tình trạng thảm họa ở các khu vực bị ngập lụt. Tại Cộng hòa Séc, hàng chục nghìn người dân phải đi sơ tán. Một đê bao trên sông Otra ở thành phố Ostrava đã bị vỡ, dẫn đến lũ lụt tại khu công nghiệp của thành phố. Tại Áo, lũ lụt đã làm vỡ 12 con đập, khiến các dòng sông đầy bùn chảy xiết, trong khi hàng nghìn hộ gia đình không có điện và nước.
Nhiều tuyến phố chính ở thành phố Yên Bái vẫn ngập trong bùn lầy, hơn 400 hộ dân vẫn bị cắt điện và nước sinh hoạt. Một số trường học vẫn chưa thể cho học sinh đi học trở lại do chưa thể dọn hết lượng bùn đất. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của bão lũ. Đã hơn 10 ngày kể từ khi bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc, nhiều địa phương, khu vực hạ lưu sông Đáy thuộc địa bàn Hà Nội và Hà Nam đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, phát những loại thuốc cơ bản như là thuốc nhỏ mắt, tiêu chảy, viêm da. Đây đều là những loại bệnh dễ bùng phát tại các nơi ngập lụt lâu ngày. Ngành y tế cũng đã tiến hành phun hóa chất diệt côn trùng, truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm. Hôm nay, 25 học sinh tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã quay trở lại trường học. Nhà trường đã bố trí đưa các em về ăn ở bán trú tại trường với những đồ dùng thiết yếu từ hàng cứu trợ. Đây là nỗ lực lớn của ngành giáo dục trong điều kiện nhiều trường đang bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Hiện còn 33 trong tổng số 68 trường học ở Bảo Yên chưa tổ chức học trở lại. Lực lượng Houthi ở Yemen đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh được cho là tên lửa siêu vượt âm được phóng đi trong cuộc tấn công Israel vào hôm 15 tháng 9. Đây là lần đầu tiên lực lượng Houthi tấn công miền trung Israel bằng tên lửa. Đáp lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ buộc Houthi phải trả giá đắt cho hành động này. Tổng thống Nga Putin vào ngày hôm qua đã ký sắc lệnh tăng quân số của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga lên gần 2,4 triệu người. Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới. Như vậy là Nga sẽ vượt Ấn Độ và Mỹ, vươn lên vị trí thứ hai thế giới về quy mô quân số, chỉ đứng sau quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, 2 triệu người trong lực lượng vũ trang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin. Xin kính chào, tạm biệt.